Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cái nền nha. Thì đây là con đường Trần Hoàng Na, đi ra đường hướng về 32 thì sẽ chạy đến cái vị trí nền cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Diện tích thì bề ngang 4m4, chiều dài thì là 17 thì khoảng 75 mét vuông, thì tới nên thì đang tọa lạc ở phường khu vực phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đường Trần Vĩnh Khiết. Thì đây là con đường Trần Hoàng Na nối qua cái con đường Trần Vĩnh Khiết ha. Thì tới cầu đầu 6 này chúng ta sẽ rẽ bên đây đi, rẽ bên đây thì nó chiều. Thì nó nằm dưới nhà cậu thì mép bên kia. Thì đường Trần Vĩnh Khiết này thì từ đây sẽ chạy vòng ra đường Nguyễn Nhân Cừ nha. Đây đi ra đường Nguyễn Nhân Cừ luôn. Lộ thì 7m, là thì mỗi bên khoảng 2m là. Thì đây là con đường Trần Vĩnh Khiết, thì vị trí nền nó sẽ nằm ngay cái xe tải này, cặp với cái miếng nhà này ha. Thì bề ngang 4 nhân, đường này xe qua lại rất là nhiều luôn. Thì cái vị trí nền 4m7, dài 17 thì nó nằm ngay đây, cặp theo nhà này. Thì từ miếng nhà này qua tới khoảng miếng đây là 4m7, tới miếng gạch này ha, chạy dài vô tới đó là 17m, thì khoảng 75m, gần 75m, 74m8 thì cũng như 75m, thì nó giống như cái nhà anh đây rồi. Thì ở đây có giấy phép xây dựng chính luôn, chủ hồi cũ chủ có xin xây dựng mà chủ không có xây dựng, giờ chủ bán lại. Thì cái nền này, đường này, đường Trần Vĩnh Khiết, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đường xá thì rộng rãi thoải mái, quay về hướng Đông Nam. Quay về hướng Đông Nam, lộ qua xe qua lại rất là nhiều luôn. Đây thì cũng còn mấy bên nền trống luôn ha. Đây sẽ chạy thẳng ra là ngay đường Nguyễn Nhân Từ, chỗ đầu 6 gần bệnh viện Phương Châu luôn ha. Đường này thì đường Trần Vĩnh Khiết, một xe đậu, một xe chạy thoải mái, đường thì xe qua lại rất là đông luôn. Đó, cầu Trần Hoàng Na, nhìn thấy cầu đầu 6 Trần, đường Trần Hoàng Na đó, thì cách chỉ có chút xíu là tới à. Rồi để từ vị trí này, nền này thì nó giá là 3,5 tỷ, 3,5 tỷ 50, 3,5 tỷ 50 sở hữu ngay. Đường này sẽ chạy ra ra đường Nguyễn Nhân Cừ cho quý chú anh chị em mình xem luôn. Đây nhà cửa trực này rất là đông đúc luôn ha. Đây thì gần xong đầu 6. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến nền cái nền bề ngang 4m4, dài 17, thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi, khi vừa ý thì gặp chỗ mình thương lượng mua bán ha. Thì giá dao động thì khoảng 3,5 tỷ 50, 75m, dao động khoảng 75m, thì quay về hướng Đông Nam. Đó, đường thì nhà cũng giao luôn. Đây từ vị trí nền mà ra đường Nguyễn Nhân Cừ thì đâu đó tầm khoảng chừng
500m là tới đường Nguyễn Văn Trừ, ngay chỗ bệnh viện quốc tế Phương Châu, ngay chỗ này ha. Đây là con đường Nguyễn Văn Trừ, cầu này cầu đầu xấu nè, đường Nguyễn Văn Trừ. Thì lúc này cũng sát bên Tết, bữa nay 22 Tết cũng bán bông hoa đồ rất là nhiều trên đường, mai đồ luôn nè, không? Đó, chiếc quốc tế Phương Châu, đường Nguyễn Văn Trừ, gần đường Nguyễn Quân. Rồi quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40. Dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi dự ý gặp chủ mình thương lượng.